Em Hoài, xin chào tất cả các bác. Em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài, em đến từ Lai Châu ạ. Hôm nay thợ đã rèn cho em được 8 mẫu dao đi rừng cơ bản. Vừa mới rèn xong cái là em quay video giới thiệu cho các bác luôn. Và giá cả rất là phải chăng. Các bác mà ưng ý sản phẩm nào các bác alo cho em. Em sẽ đi giới thiệu chi tiết 8 mẫu dao đi rừng, bao gồm cả vỏ luôn cho các bác luôn. Và em sẽ giới thiệu cụ thể luôn số 1. Số 1 là một dao mèo vỏ nhọn, size lưỡi là 30 phân, lưng gù mũi hách, vỏ và cán là bằng gỗ muồng sơn đỏ, size lưỡi là 30 phân, size lưỡi 30 phân, dày là 7 ly thon dần về mũi. Thường thì da mèo sẽ làm là dày 7 ly thon dần về mũi, bởi vì nó rất da mèo là công dụng là đa năng. Phần dày các bác chặt xương, chặt cây, phần mỏng hơn các bác thái gọt lọc giúp em nhé, và phần mũi nhọn để đào đất. Size lưỡi là 30 phân, cán là sẽ vòng cung một chút để ôm tay khi bác cầm chốt ba đinh chắc chắn và có chắn đồng vàng, khâu đồng vàng như này. Đấy, cả dao và cả vỏ là 400.000 bao ship, 400.000 bao ship cả dao và cả vỏ như hình, có bao gồm cả đồng xu luôn. Đồng xu như này luôn cho các bác nhé, kèm theo đồng xu. Đấy, 400.000 một con hàng bao ship. Size lưỡi là 30 phân, lưng gù, mũi hách, cán và vỏ gỗ muồng sơn đỏ, dày 7 ly thon dần về mũi ạ. Chuẩn như hình luôn nhé, 400.000 bao ship. Sang số 2 là một mã ta lang chặt cây, size lưỡi sẽ là 30 phân, phần dày là 5 ly, chuyên chặt cây to, chặt xương, các bác chặt xương cũng được luôn, cán và vỏ là bằng gỗ mun, cán chốt 3 đinh xuyên cán, size lưỡi là 30 phân, giá là 400.000 bao ship cả dao và cả vỏ luôn. Mã số 2, Parang chặt cây. Bác nào ý thì chốt mã số 2 giúp em nhé. Parang chặt cây, có một con hàng này. Vỏ rất đẹp luôn ạ. 400.000 bao ship. Số 3 là một dao mèo lưng gù mũi hách, cán chắn đồng, vỏ trơn, chốt 3 đinh chắc chắn, dày 7 ly thon dần về mũi ạ. Lưỡi bằng nhíp y pha của Đức. Đấy. Cả dao và cả vỏ là 400.000 bao ship, mã số 3, vỏ nhọn trơn, cán trơn, chắn đồng. Mã số 4 là một dao mèo size lưỡi 30 phân, vỏ vuông, dày 7 ly thon dần về mũi ạ. Đó. Cả dao và cả vỏ là 400.000 bao ship. 400.000 bao ship ạ. Cả dao và cả vỏ 400.000 bao ship. 400.000 bao ship. Bốn mã đầu tiên là 400.000 bao ship, size lưỡi 30 phân, dày 7 ly thon dần về mũi, riêng Parang là dày 5 ly. Sang đến dòng dao size 25 phân. Số 1 là một dao mèo. Số 5 là một dao mèo size 25 phân, vỏ mun, cán mun. Cán mun bạc đồng. Xài lưỡi 25 phân, dày dày là 7 ly thon dần về mũi, dáng lưng gù mũi hách. Cả dao và cả vỏ vuông là 350 bao ship, mã số 5. Mã số 6 là một dao mèo thép trắng không dỉ. Các bác nào lấy dao không thì giá là 330.000 bao ship, cả vỏ là 430.000 bao ship. Dày là 7 ly thon dần với mũi, dòng 440C không dỉ. Cán cẩm chỉ đặt đốt trúc, cán cẩm chỉ và sẽ tạo hình đốt trúc để cầm nắm chắc chắn và không bị quá trơn. Giá là 430 cả vỏ bao ship, 430.000, mã số 6. Mã số 7 là một dao mèo nhíp chống dính, size lưỡi là 25 phân. Size lưỡi 25 phân, dày là 7 ly thon dần về mũi. Độ rộng của mũi dao là khoảng 4,7, phần rộng nhất là 4,7. Dập chống dính hai bên, cán cẩm chỉ trơn. Giá là cả dao và cả vỏ là 350, mã số 7, 350.000. Bao ship cả dao và cả vỏ. Bác nào lấy dao không, con này là 280.000 bao ship ạ. Lấy dao không là 280, mã số 7, dao không là 280. Mã số 6 dao không là 330.000 bao ship. Mã số 7 là dao không là 280, cả vỏ là 350. Cuối cùng mã số 8 là một dao mèo size 25 phân, vỏ vuông. Giá là 350 một con bao ship cả vỏ luôn. Cán sẽ bọc đồng như thế này, bọc lá đồng các bác nhé. Dày là 7 ly thon dần về mũi, dáng lưng gù mũi hách, dày 7 ly thon dần về mũi ạ. Mã số 8 là 350 bao ship, bác nào ưng ý thì chốt đơn nhé. Số 8, số 7 và số 5 là 350 bao ship. Riêng con số 8 thép trắng không dỉ là 430.000 bao ship, size lưỡi 25 phân. Bác nào ưng ý sản phẩm nào các bác alo cho em nhé.
Cảm ơn các bác đã xem video ạ. Các bác ưng ý sản phẩm nào alo cho em Hoài nhé.